không gian bãi biển khi hai. Ở đây mình có thể tắm nước khá là sạch, bãi biển là rất khu. Anh nhỏ ở đây khá là ok luôn quý vị. Đây thì mình có tắm được view cảnh cảnh biển của Trung Quốc. Đây có một khách hàng được đi tắm. Ở đây cũng là một địa điểm check-in khá là đẹp, nếu mà với mọi người thích mà mình đứng giữa không gian rộng lớn ở đâu ra cũng thôi.